Các bạn ơi, mình hiện tại đang có mặt tại cửa hàng tiện lợi. Bây giờ mình sẽ đưa thẻ mới nhất mà mình sưu tập được, đó là 24 thẻ cho cửa hàng các bạn nhé. Đây là chủ cửa hàng sẽ nhận 24 thẻ sữa Cun. Cửa hàng đếm trụ mình ấy, xem có đủ 24 thẻ không. Rồi, ok, vậy là cửa hàng đã nhận 24 thẻ sữa Cun. Đấy. Chúng ta uống sữa Cun xong chúng ta sẽ sưu tầm thẻ nhé. Và khi đủ thẻ thì chúng mình sẽ mang ra các cửa hàng đại lý để đổi lấy áo Cun.